Cút, cút, đi ra, cút, đi ra khỏi nhà đi, đi. Không có trông con thiệt được. Mẹ mới có ở nhà cho lớn cho ga cho bò ăn cho tăng này. Tao đi công tác này ngay về chỗ con lớn con bò ốm nó chạy vào tao đó. Đi một đứa. Tao đi du lịch rồi đó, tụi đi một đây. Tao đi công tác. Tụ suốt ngày đi chơi bò đi công tác chi đó. Chứ bò có giá điều thôi chứ bò gì đi. Đi công tác. Đi công tác mô. Công tác mô kê tao miền đó đi công tác chỗ đẻ mà quân này à. Thôi này chú, vừa đuổi ra khỏi gia nói rồi mày đặt đi công tác. Vừa đuổi quy định của nhà tao á, một là tao ra khỏi nhà mà hai á lúc con vợ tao hân mân chủ nhà luôn. Đừng có đùa với tao. Chứ mày đi mua đâu? Tao đi du lịch. Du lịch mới bị vừa đuổi nói cháu rồi du lịch nói phải cái bữa thôi. Tao nói thiệt, tao đi du lịch, tao vẫn thấy chú thấy tao bạc mà lôi đi rồi. Vừa tao đuổi tao ra khỏi nhà mày nè. Nói đuổi tao không.